Ngày 27 tháng 10, một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận bệnh nhi được cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đã tử vong sau khi nhập viện. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 10, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Xe cứu thương do anh Võ Văn Huy, 38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển, đang lưu thông từ hướng Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe chở bệnh nhân 1 tuổi đi cấp cứu và người thân của cháu. Đến địa điểm trên, bất ngờ tài xế mất lái, xe lao lên dải phân cách giữa, tông vào trụ đèn chiếu sáng, lật sang phần đường theo hướng lưu thông ngược lại. Bệnh nhân 1 tuổi được người dân gọi một xe cứu thương khác để đưa đến trung tâm y tế huyện Đắk Rơ Lấp cấp cứu, nhưng đã tử vong. Tài xế và người thân của cháu bé đi cùng trên xe bị thương nhẹ. Xe cứu thương hư hỏng nặng,